xanh xanh nó bỏ qua, nhưng mà nó không xanh xanh là nó bắt là có quyền cho chuyển. Thì nếu mà không theo dây an toàn, em tưởng là họ sẽ báo luôn, báo luôn trên. Ông đã đi đâu ông bật sinh nhan? Sao mới răng thì à, cũng bấm thì sao mà hạ được anh? Ra xuất phát trước khi dừng ở xuất phát thì mới bật sinh nhan. Trong ra là người bãi tập kết thì trong bãi đấy nhà là hai làn đi, bên nào đáng hơn thì đi, nhìn xem thực tế xem bên nào đáng xe hơn thì mình vào bên nào được. Tại điểm dừng đầu xe vạch trắng đến đây thì 10 phân. Nhắm trái chờ bắt đầu mới đi. Bắt đầu qua vạch có cái điện bò mà tắt luôn. Tắt luôn. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Không tắt thì em đó không tắt thì em lại mất điểm. Rối điểm đâu. Đầu xe cách vạch trắng 10 phân. Rồi xong tự đập đi. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Dốc 1 là đúng, 2 là non, non mất 5 điểm, không ảnh hưởng gì lắm. Quá vạch trượt luôn. Đường là mất được. Như thế này là được đúng không? Bài thi tiếp theo, bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Em sang làn mẹ đường đi thẳng hết đường cua rộng. Làn là đi, làn nói đường cua đến đường cua thì mình cua rộng. Giữa đường đầu xe giữa đường của cứ đi thẳng giữa đường của thì nó sẽ sang làn kia. Nhìn đầu xe đúng một tên của chưa đến bê, đi đá bê à? À chưa đi hết luôn à, bê xe tải đấy, chỉnh xe ngắm đây gần thẳng rồi đấy. Tí là thẳng sang bờ mất rồi, sang trái cái thằng xe. Sang trái đi. Người ngang góc. Mưa bên nào nhìn thấy sau bên đấy, tránh. Để vào. Ngược lại bên phải cũng thế, ngang trái. Bài thi quang ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Sao trên mỏm nó lòi đâu thì người tối thiểu như mấy cua. Đường rất rộng. Chiều nó biết mình đi, nó chậm lại cho mình.
có tín hiệu điều khiển giao thông. Đi luôn không? Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc và nơi đỗ. Đi vòng làn ngoài này. Đi làn ngoài. Làm sao ra làn ngoài được anh? Làn ngoài đằng kia, đằng xe kia đó lại mà. Nhìn gương cầu, bây giờ đến nhìn đầu xe lại không biết nhìn đâu nữa, thế thì không trả lời đúng rồi thì sẽ không bao giờ nhớ. Muốn đầu xe đâu thì có gương nhìn rồi. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông.
Đây vì bọn em lâu quá nghỉ lâu. Lý do lâu. Nghe cái câu tôi nghe từ đầu giờ tôi chán tai rồi. Lâu nhưng mà nói thì không thèm nghe. Thế ạ. Chính vì lâu mới hướng dẫn lại, đúng là nghe đi đã. Vâng. Để mà làm thì cứ bật chân cách. Đấy em cứ sợ là quên em ở phải ghi lại để về có khi quên còn ôn lại. Và thì nó quy định tất là một bạn đúng ăn ngay. Tập thế nào là thi thì sân vẫn thế. Vâng. Mình tập mình làm đúng lúc thi mình mới làm chuẩn. Tập và đi lung tung thì thi là cũng đi lung tung. Đi luôn nhờ, không biết bị sao không? Ồ, làm nghe. Cố làm gì là quá cố. Vượt đèn đỏ 10 điểm. Vượt đèn đỏ 10 điểm. Chị nhà lấy báo hiệu là quên. Trái đuôi xe thẳng góc trong.
góc rừng này chặt này để trôi xe. Chả tháo chưa đến, chả tháo quá rồi, chả tháo đằng sau chớ mép lệch vào bên trái. Bây giờ cuối cùng thì không phải là xe nó để phải vào bên phải để nguyên đúng đang đúng để nguyên đấy, chờ song song mới vừa vào đây, song song lúc nào song song rồi chờ đảo lại quay nốt, quay lần nữa rồi đây vào tuốt phát dừng luôn ra. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Đi luôn. Bấm ga lên nhích 3 tí rồi vào bài. Chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong hình.